dịch vệ sinh phụ nữ bạn đang dùng, không chứa chất tạo bọt, paraben. Làm sạch da, nhưng vùng kín vẫn bị khô ráp, không thoáng sạch và mùi hôi khó chịu. Giới thiệu dung dịch vệ sinh nước hoa vàng 24K La Lucy Care mới. Với công thức kết hợp vượt trội từ chiết xuất lá trầu không, chiết xuất trà xanh, chiết xuất tơ tằm, chiết xuất linh lan, chiết xuất hoa anh đào và vàng non 24K, giúp làm sạch vùng kín dịu nhẹ, giúp vùng tam giác luôn thoáng sạch, hỗ trợ duy trì độ ẩm và làm mát da vùng kín, giúp khử mùi hôi, lưu lại hương thơm nhẹ nhàng tự nhiên, góp phần kháng khuẩn, ngăn ngừa vi khuẩn gây viêm nhiễm nấm ngứa. La Lucy Care, vùng kín sạch thơm, chẳng lo viêm nhiễm nấm ngứa. Lựa chọn tuyệt vời nhất cho cô bé của bạn.